sau sự việc một phòng khám tư không được cấp phép, hai lần gây chết người. Lãnh đạo phòng y tế huyện Thường Tín, Hà Nội cho rằng vì phòng khám tư này thỉnh thoảng mới mở cửa nên không quản lý được. Phòng khám này thì nếu như là theo chúng tôi biết được thì đây là cái cơ sở mà trước đây thì bác sĩ là ở quê ở Tô Hiệu, thế và ở gia đình thì bác sĩ có giúp điều trị những cái trường hợp người ta đến nhờ cấp cứu chứ hoạt động không thường xuyên. Còn người dân sống xung quanh phòng khám tư nhân Hương Sơn thì lại có những ý kiến ngược lại. Về tất cả đông khách mà ông ấy giỏi lắm, ông cứu được rất nhiều ca. Trên địa bàn huyện Thường Tín chỉ có 22 cơ sở y tế tư nhân được cấp phép với 4 chuyên viên của phòng y tế, mà trong vòng khoảng 5 tháng đã để xảy ra 2 vụ việc tử vong tại cùng một cơ sở tư nhân không phép. Vậy nhưng, lãnh đạo cơ quan này vẫn vô cùng bàng quan khi cho rằng họ không có trách nhiệm gì. Anh đã có cam kết rồi, kể cả cơ quan chủ quản, quản lý anh, anh là cán bộ công chức nhà nước, thì anh phải chấp hành. Thế bây giờ anh cố tình vi phạm, thì anh phải chịu trách nhiệm. Còn nhớ trong vụ việc rúng động dư luận khi bác sĩ của thẩm mỹ viện cắt tường phi tang xác khách hàng. Phòng y tế quận Hai Bà Trưng cũng viện lý do chỉ có 9 chuyên viên mà chưa đến đợt kiểm tra nên bỏ sót cơ sở này. Trên địa bàn quận thì hiện nay có khoảng 555 cái cơ sở hành nghề y dược tư nhân với một cái khối lượng như thế rất là lớn, đặt lên vai cái quản lý nhà nước trên địa bàn phải nói rất nặng nề. Tuy tính chất của hai vụ việc là khác nhau nhưng cùng một cách thức, các cơ quan quản lý trực tiếp lại nhanh chóng lảng tránh trách nhiệm của mình. Nhiều người đặt ra câu hỏi, thanh tra Sở Y tế Hà Nội ở đâu mà lại để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn đến vậy? Đây là cái trường hợp này là hành nghề không phép. Do đó mà trong cái quá trình mà kiểm tra hoặc là rà soát nắm bắt trên địa bàn, nếu như là phát hiện thì các đơn vị chức năng, nhất là ở trên địa bàn, sẽ có thể xử lý và đình chỉ hoạt động và xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Một điều đáng nói, thẩm mỹ viện cắt tường, một cơ sở to, đẹp, có biển quảng cáo, có website riêng, nằm ngay mặt đường Giải Phóng, đã hoạt động được gần 5 tháng. Còn phòng khám Hương Sơn của bác sĩ Phạm Anh Sơn cũng có biển hiệu đầy đủ, nằm ngay trên mặt đường quốc lộ, đông đúc người xe qua lại. Nhưng các cơ quan quản lý trên địa bàn đã coi như không có sự tồn tại của những cơ sở này. Để các bác sĩ bất chấp luật pháp hành nghề trái phép, và khi sự cố xảy ra, vì không có cơ quan quản lý sát sao, nên cũng chưa thể quy kết trách nhiệm cho cơ quan hay cá nhân cụ thể nào. Trên địa bàn rộng lớn của thủ đô Hà Nội, vấn đề hành nghề y dược tư nhân rất phức tạp với hàng ngàn cơ sở khám chữa bệnh. Khi mà chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân càng cần được chú trọng, thì các cơ quan chức năng, mà cụ thể là thanh tra Sở Y tế Hà Nội và phòng y tế trực thuộc các quận huyện cũng cần phải chứng tỏ vai trò của mình trong việc quản lý trên địa bàn. Nếu không, rất có thể những sự việc đáng tiếc như thế này sẽ còn tiếp diễn.